Xin chào tất cả khán giả của Câu Chuyện Âm Nhạc. Diễn của mình tại Mỹ, Love Songs, và được tất cả khán giả kiều bào ủng hộ nhiệt tình. Vì vậy mà Hà có thêm rất là nhiều những động lực để tiếp tục chuẩn bị cho Love Songs ngày 22 tháng 8 tới đây tại Jam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lần này thì Hà sẽ lựa chọn rất là nhiều những ca khúc nhạc tình của chính mình và của rất là nhiều những ca sĩ khác. Và cũng như mọi lần, Hà sẽ chuẩn bị cho Hà một tinh thần thật tốt, sự tập trung cao độ để Hà có thể trò chuyện và truyền tải tất cả những ca khúc đấy đến với khán giả. Và đó là những điều quan trọng nhất, bởi vì Love Songs thì rất là đơn giản, chỉ có Hà và ban nhạc. Vì vậy mà không cần quá nhiều sự tập luyện ở trên sân khấu, mà đó chính là sự tập luyện chuyên môn và chính bản thân mình. Rồi cái cách mà Hà sẽ truyền tải và cái thông điệp của Hà sẽ gửi tới trong buổi tối lên như thế nào. Và Hà hy vọng là Hà sẽ có một cái trí tuệ minh mẫn ngay từ bây giờ để có thể nghĩ ra được nhiều câu chuyện hay để chia sẻ với tất cả khán giả. Lần này sẽ khác nhiều hơn nữa, đó chính là Hà sẽ đưa đến những thông điệp. Những bài hát sẽ là những thông điệp khác nhau, những chương sẽ là những thông điệp khác nhau, mà Hà nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn cần những thông điệp đấy để bám víu vào trong cuộc sống này. Thông điệp của Hà thì có thể sẽ nhận được sự đồng tình này, nhưng mà cũng sẽ không nhận được sự đồng tình kia. Tuy nhiên là show diễn của Hà thì cho phép Hà được là Hà và được làm đúng với cái cá tính của mình. Và đó sẽ chính là những cái điều mà Hà muốn được làm nhất trong cái Love Songs lần này của Hà. Bởi vì Hà nghĩ vào show diễn Love Songs năm ngoái thì Hà đã hát hết tất cả những bài hát của mình rồi, nên là bây giờ nếu muốn thực hiện thì chúng ta phải làm một cái điều gì, Hà phải làm một cái điều gì mới mẻ hơn. Và không còn cái điều gì hay hơn bằng chính là hát những ca khúc cũ trên cái sự trải nghiệm mới mẻ của mình. Và đó cũng chắc chắn cũng sẽ là gây sự vừa bất ngờ vừa tò mò và hứng thú cho khán giả. Hà sẽ phải làm đúng như những gì mà Hà đã làm trong cái sự nghiệp ca hát của mình, đó chính là hát bằng lối kể chuyện, tư duy xử lý ca khúc và thật nhất, chia sẻ thật nhất bằng chính cái cảm xúc của mình khi nghe ca khúc đấy. Khi Hà làm bất kỳ một sản phẩm nào tiếp theo cũng đều rất là áp lực. Và áp lực rất lớn đối với Hà lần này đó chính là làm sao để Hà giữ được sự duyên dáng, bản lĩnh sân khấu và cái cách truyền tải tốt giống như Love Songs 1. Chúng ta sẽ không nói trước được điều gì, và ngay cả bản thân Hà cũng rất là lo sợ. Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến, và Hà phải làm những điều gì tốt nhất cho mình. Và hãy cố gắng biến tất cả những cái áp lực đấy trở thành động lực. Khi Hà biết được rằng là vé đang trong tình trạng là khan hiếm và được mọi người tìm kiếm rất là nhiều, thì thực sự Hà rất là vui, bởi vì nó sẽ làm cho Hà cảm thấy rất là nhiều những cái năng lượng và phải có trách nhiệm với tất cả những gì mà khán giả sẽ bỏ ra và dành tặng cho mình. Vì vậy mà một lần nữa Hà rất là xin được cảm ơn tất cả khán giả luôn luôn yêu mến và ủng hộ cho Hà, và đặc biệt là Love Songs. Rất mong mọi người sẽ còn tìm kiếm nhiều hơn nữa và cùng chờ đón Love Songs của Hà được diễn ra cả một trời thương nhớ tại Jam ngày 22 tháng 8 đấy nhé. Hà rất vui khi khán giả đã dành rất là nhiều những cái lời nói và sự chia sẻ ưu ái cho MV Cả Một Trời Thương Nhớ mới đây của Hà. Và nằm ngoài cái sự mong đợi của cả ekip, câu chuyện tình yêu, bài hát hay tất cả mọi thứ đều được truyền tải một cách tuyệt vời nhất đến với khán giả. Và hy vọng là hình ảnh của Cả Một Trời Thương Nhớ sẽ được tái hiện lại trong live show lần này. Hiện tại Hà đang giữ ở trong tay của mình chiếc vé Love Songs Cả Một Trời Thương Nhớ vào ngày 22 tháng 8 tại Jam. Và rất mong tất cả những khán giả yêu mến của Hà hãy nhanh tay lấy chiếc vé này và để cùng đến với Hà trong show diễn buổi tối ngày hôm đấy. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều những thú vị, những câu chuyện, những thông điệp về tình yêu từ bản thân của Hà. Và chắc chắn Hà sẽ chia sẻ những câu chuyện mới nhất và những câu chuyện mà Hà đã phải trải qua. Dù buồn vui như thế nào thì cũng sẽ là cả một trời thương nhớ.